Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô Tô, có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tối hôm qua thì chúng tôi vừa mới về một cái mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động, sản xuất năm 2015. Một cái mẫu xe thì rất được yêu mến tại thị trường Việt Nam từ những năm 2009 đến năm 2020. Mẫu này là mẫu 2015 nhưng mà form thì form của 2016, với cái thiết kế vành đen. Hệ thống đèn thì được trang bị cái hệ thống đèn có cái vành đen, cũng như là đã độ lên cái hệ thống đèn LED rồi. Đấy, độ lên hệ thống đèn LED rất là hiện đại và đẹp các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp. Chủ xe thì do một anh giám đốc công ty ở dưới Cẩm Phả, chính xác Cẩm Phả, vì hôm qua tôi xuống Cẩm Phả mà. Tối hôm qua xuống Cẩm Phả về thì anh đi rất là giữ gìn. Đây các bạn nhìn này. Xe thì tôi cũng chưa có sơn dọn gì cả đâu, nhưng mà nó gần như đẹp như mới đây. Đấy, gần như đẹp như mới. Đẹp như mới các bạn nhé. Lốp thì rất là dày, lốp thì còn gọi là về không cần phải làm gì cả. Khi mà các bạn mua một cái mẫu đã qua xe đã qua sử dụng ấy, thì các bạn sẽ phải quan tâm nhiều yếu tố: xe bị tai nạn hay không, bị ngập nước hay chưa, bị tháo cỏ máy hay không, giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo hay không. Thì các bạn có thể biết được đây, cái chất lượng keo chỉ này, tắp bi cửa này. Này các bạn nhìn ạ. Các bạn nào mà quan tâm đến vấn đề giá xe thì hãy tôi nhanh đến đoạn cuối nhá. Còn chúng tôi sẽ quay kỹ hơn cho những bạn ở xa, hoặc những anh chị em ở xa thì họ không có điều kiện đến trực tiếp tại showroom số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, thì có thể ngắm kỹ càng hơn. Đây các bạn nhìn này. Màn hình này. Toyota Cẩm Phả các bạn nhé. Đây lốp sơ cua này. Lốp sơ cua này. Ghế các bạn nhá, ghế này. Chúng tôi cũng chưa làm sạch ghế đâu, chưa dọn rửa gì đâu. Đấy, còn rất là mới. Cửa sau bên, cửa trước bên phụ này. Đó. Rất là mới các bạn nhá. Vô lăng này, vô lăng cần số còn đẹp như mới luôn. Cơ các bạn nha, chúng tôi cũng chưa dọn rửa đâu, nhưng mà nó còn nguyên bản hết này. Nguyên bản hết, toàn bộ keo chỉ vẫn còn keo nguyên bản hết các bạn nhé. Toàn bộ các keo chỉ vẫn còn rất là nguyên bản. Anh chị em thân mến, thì xe này chúng tôi đang chào bán với giá là 638 triệu. Thì nếu anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe này á, thì hãy gọi điện số điện thoại 0939063333 để sở hữu một cái giá là tốt nhất. Và đặc biệt hơn nữa thì nếu anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những cái mẫu xe đã qua sử dụng thì hãy ấn like, subscribe kênh. Chúng tôi sẽ dành tặng cho anh chị em đó một cái phiếu giảm giá trị giá từ 5 đến 10 triệu đồng vào ngay trong tài khoản của quý anh chị các bạn. Chúc anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.